Hello, xin kính chào. Lâu quá không có quay clip, chắc không ai nhớ mình đâu hả? Trời, mấy hôm gà bệnh quá trời rồi, hôm nay mới vừa vô thuốc xong ngày hôm nay luôn á, mới vừa vô xong khỏe á. Mình ăn bánh canh. Mời các bạn nha. Bánh canh của mình đơn giản lắm, chỉ có tôm với lại có thịt với lại có củ cải trắng mà thôi à. Giống như thích gì thì kêu mẹ để vô đó chứ không phải như bánh canh bình thường. Không biết mấy ngày không không quay cho ta không nhớ luôn nữa. Nằm suy nghĩ quay video clip mà không có người coi, ít quá. Rồi cái cũng chán, không muốn quay, làm biến. Rồi hôm nay hơi nhớ nhớ nên quyết định quay. Mình thì không thích ăn thịt, mà không biết sao mẹ ơi để thịt vô. Nhìn mấy cục thịt ngán chứ. Bực bội tóc muốn ăn là nó vô trong cái miệng, không nó lại vô trong cái tô. Quên nữa. Có miếng chả lụa. Ăn rồi xong mình sang trái cherry tráng miệng. Trái cherry nó bự lắm, chồng mình mua hồi đó giờ trong cuộc đời chưa có thấy trái nào mà nó bự như trái này á, bự dữ lắm luôn á. Nó che luôn nguyên mặt của mình. Nói quá. Nó dính vô áo. Cái này thích để tóc dài quá à, mà đợi nó ra lâu quá lâu à. Tóc người ta ra nhanh còn tóc khí lì ra rất là chậm á.
Ghiếc rồi không biết ăn món gì luôn á. Các bạn comment ở dưới cho mình biết mình đang ăn món gì ha. Ghiếc rồi gặp cái gì cũng ngán chứ mà không có suy nghĩ được là ăn món nào luôn á. Chứ là bệnh nó khó ăn quá à. Ăn chỉnh cá là bị trong cái bụng à, kỳ khói. Rất là khó ăn. Rồi ghiếc rồi không biết ăn món gì luôn. Quá bự luôn đó, chưa thấy trái nào mà nó bự như mấy cái trái này. Nguyên một gỗ luôn là chồng mình mua á, 2 bịch. Hồi nãy cho bà y tá 1 bịch cho bà đem về, tội nghiệp bà quá. Bà hạ tiện là tặng bao nhiêu ăn mà cherry rẻ chứ đâu có mắc đâu mà bà không dám ăn. Y tá làm có nhiều tiền mà không biết sao ba hà tiện nữa. Xong rồi đó. Bây giờ mình vô cái gỗ này nha. Để cho các bạn so sánh nha. Không biết cầm sao đây nữa. Nó bự hơn cái khô rồi. Thấy chưa? Bự hơn cái khô rồi của Mỹ á. Đó. Chồng mình mua được cái loại này quá ngon hả bà con. Để coi cái chua hay ngọt. Nó cứng giòn mà nó ngọt ơi là ngọt khỏi giấm muối. Té rồi, ghét rồi, không ăn giấm muối. Ngon quá. Ngon quá ngon.
Thì ăn cũng no rồi, cherry bự ăn chút xíu cũng no luôn, nó ngon một cái dã man trời. Xin kết thúc video tại đây, xin hãy nhớ đăng ký và có comment ở dưới cho cái ly biết khí ly nó ăn món gì kế tiếp nha. Cảm ơn, tạm biệt, bye bye. Lâu lâu mình nhõng nhẽo chút gì mà.